bà hằng trong tù tái mặt khi phi nhung hiện về trong giấc mơ nhân quả đến thật rồi sao xin chào quý khán giả đang đến với bản tin ngày hôm nay của kênh nghe để biết kính thưa quý vị như chúng ta đã biết thì bà nguyễn phương hằng sắp phải gửi một lời xin lỗi đến ca sĩ phi nhung trước đây lúc ca sĩ phi nhung nằm tại bệnh viện chợ rẫy thì bà nguyễn phương hằng đã chửi ca sĩ phi nhung là nghiệp quật nữ doanh nhân cũng đã đanh thép mắng quản lý phi nhung và trang trần vì trước đó ép buộc hồ văn cường livestream nói theo ý của mình Bà Phương Hằng cho rằng hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng luật dân sự và có thể bị khởi tố. Bà cảm thấy nực cười khi một số anti-fan nói mình là nguyên nhân khiến cho giọng ca bông điên điển mất. Theo bà, mỗi người đều có nghiệp riêng và lãnh chịu hậu quả do việc mình làm. Đáng chú ý phát ngôn mắng mẹ nuôi Hồ Văn Cường qua đời vì nghiệp quật khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Tao chửi đó, ai thích thì tới đây gặp, nhân quả có ngay và luôn, ngay tại kiếp này. Tại sao cả nhà ở nhà chung với mày không ai bệnh, đi xét nghiệm, đi phát quà từ thiện không ai bệnh, có một mình mày chết về Phi Nhung? Tao kêu mày ra hỏi mày đó, quý vị thấy có vô lý không? Có phải nghiệp buộc mày không Phi Nhung? Mày ăn ở như thế nào mà ngày giờ này mang tiếng còn nuôi được gì? Tuy nhiên trước đó, tại buổi livestream chủ đề chết là giải thoát, trước hàng nghìn người đang xem, nữ đại gia U50 khẳng định bản thân là người yêu ghét rõ ràng dù không thích chủ nhân bạn hít bông điên điển nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ trù dập hãm hại ai khác bà chủ khu du lịch đại nam cho biết chúng ta hãy chúc phúc cho cổ để cho cổ được bình an đừng mang cổ ra làm đề tài tổn thương linh hồn của cổ tôi hy vọng rằng những lời tôi nói đây có linh hồn cổ hay nghe những gì bà phương hằng này nói tâm tôi chưa bao giờ suy nghĩ cái gì tiêu cực về quái ấy cả cái gì đúng tôi nói đúng cái gì sai tôi vẫn phản biện đặc biệt là bây giờ tiền của cường là trợ lý phi nhung phải trả ra bởi vì em ấy đã sống với phi nhung với một niềm tin mãnh liệt đừng có quên điều này đối với em ấy là một điều rất tội nghiệp